Các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng đến với tựa game Thần Long Kiếm vào game có VIP nha các bạn. Ở đây là một cái tựa game nhập vai MMORPG với đồ họa 3D lấy đề tài kiếm hiệp vô cùng hấp dẫn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn cho các bạn cách nhập code cho nào chưa biết và nào rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Thì đây là những cái gift code mới còn sử dụng được nha các bạn, còn những code cũ thì nó không còn sử dụng được nữa, nên là mình sẽ hôm nay mình làm clip chia sẻ cho bạn những code mới này. Thì đầu tiên để nhập code thì bạn cần đạt level 15, sau đó thì bạn nhấn vào phút lợi nha các bạn, nhấn vào chữ GC và tiến hành nhập gift code. Thì gift code thứ nhất như sau: GUS3H64 là code thứ nhất. Thì đây là code thứ nhất nha các bạn. Thì mình sẽ ngôn hình làm chút cho tất cả các bạn xem cái code. Cái code là GUS3H64. Sau đó thì bạn nhấn vào xác nhận để nhận qua. Nó để kích hoạt mã nhiều thành công, hai kiểm tra hư đã nhận thành công. Các bạn tiến hành quay trở về màn giao dịch chính, nhấn vào hư để nhận qua. Thì code này sẽ hưởng được các quà như sau. Thứ nhất là túi mảnh tọa kỵ màu cam. Sau khi sử dụng có thể chọn bất kỳ một trong mảnh tọa kỵ từ các cầu cụ sau đây. Đây nha bạn, nhóc luôn. Thứ hai là gương phỉ thí của tiểu sư muội, châu báu tiểu sư muội có thể nhận một đá cấp 6 tới cấp 9. Thứ lượng là 1. Bây giờ chúng ta cùng đến với code thứ hai. Code như sau: LH1XB63 là code thứ hai nha bạn. Đây là code thứ hai, mình sẽ ngôn hình là chút cho tất cả các bạn xem code. Tiếp có là LH1XB63. LH1XB63 là code 2. Đó các bạn nhấn vào đổi để xin lỗi bạn, xác minh để nhận quà. Thì code này sẽ nhận hưởng được các phần quà như sau. Thứ nhất là hẻ hoàng phá 1000 số lượng 1. Thứ hai là túi mảnh tọa kỳ 1 cam số lượng 60. Thì là tất cả các phần quà có code thứ 2. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến code thứ 3. Thì code như sau: Q2NB Q2NBI59. Thì đây là code thứ 3 nha bạn. Thì có là Q2NBI59. Thì mình sẽ ngưng màn hình lại một chút cho tất cả các bạn xem gift code. Gift code là Q2NBI59. Sau đó bạn nhấn xác minh để nhận quà. Code này sẽ hưởng được các quà như sau. Thứ nhất là gói đá cấp 8 dùng nhận một đá cấp 8. Thứ hai là hẻ hoàng phá 1000 dùng nhận hẻ hoàng phá 1000 số lượng đều là 1. Thứ ba là gương su cao cấp dùng nhận su 2 triệu số lượng là 10. Hiện đây là tất cả các quà cỡ cái code thứ ba. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với gift code thứ tư. Gift code như sau: T5W5Y60. Thì đây là code thứ tư nha bạn. Có là T5W5Y60 là code thứ tư. Thì mình sẽ ngôn hình làm chút cho tất cả các bạn xem code. Chứ có là T5W5Y60. Thì code này sẽ hưởng được các phần quà như sau: gương su cao cấp dùng nhận 2 triệu su 20 triệu. Thứ hai là gói điêu văn vũ vực level 8 dùng nhận điêu văn tiên vực level 8 số lượng 1. Gói cảnh giác thú cấp 8 dùng có thể nhận một trang chép thú cấp 8 số lượng đều là 1. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với code thứ 5. Cái code như sau: SQHTT70. Đây là code thứ 5 nha các bạn. Giúp code là SQHTT70 là code thứ 5. Thì mình sẽ ngôn hình là chút cho tất cả các bạn xem code. Giúp code là SQHTT70. Code này sẽ hưởng được các quà như sau: gương su cao cấp thượng 5, dìa cẩm hạp, khóa hộp gia đa bảo mua cửa hàng rồi 20, cuối cùng là hẻ vàng phá 1000. Đây tất cả và có 5. Bây giờ chúng ta cùng đến với code thứ 6. Gift code như sau: BQTA771. Đây là code thứ 6 nha bạn. Gift code là BQTA771. Thì mình sẽ ngưng hình lại một chút cho tất cả các bạn xem gift code. Gift code là BQTA771. Thì mình sẽ ngôn hình sau đó thì các bạn nhấn vào xác nhận và vào hư điểm qua. Thì có này hưởng được chìa cắm hạp số lượng 10, hộp đa bảo, hộp sản xuất trong hỗn độn chỉ có chìa cắm hạp mới mua được, có thể mua ở cửa hàng của các bạn thường nhận số lượng 10. Cuối cùng là gói nguyên liệu trưởng thành số lượng 100. Thì là tất cả các phần quà
của code. Bây giờ chúng ta cùng đến với code kế tiếp. Giúp code như sau: Y7 B5 79. Y7 B579 là cái giúp code thứ 7. Thì mình sẽ ngưng màn hình lại một chút cho tất cả các bạn xem giúp code. Y7B579. Khó thì bạn nhấn vào xác minh và nhấn vào hư điểm qua. Code này sẽ hướng được SP VIP số lượng 9999. Hai là gương linh quang đỏ, nhận một linh quang đỏ cấp tương ứng, số lượng là 1. Cuối cùng là tối mảnh thuộc kỵ 1 cam, thường 100. Thì đây là tất cả các hôm qua của code. Bây giờ thì mình sẽ nhận hết tất cả các hôm qua. Đây là tất cả các phần quà nha các bạn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúc các bạn nhận có thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like video này nếu như các bạn thấy hay và chia sẻ cho các bạn cùng biết với nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ thì hãy cùng mình khám phá chút xíu về cái tựa game này. Thì đây là một cái tựa game nhập vai MMORPG với đồ họa 3D vô cùng hấp dẫn lấy đề tài kiếm hiệp. Tại đây thì các bạn sẽ được lựa chọn một trong những cái lát. Thì mỗi lát thì nó sẽ có những cái ưu điểm hoặc điểm khác nhau để cho các bạn tự do PK và thích. Thì tùy theo lát chơi các bạn, thì bạn muốn chơi lát nào thì cũng được nha các bạn. Thì khi vào game thì các bạn chỉ cần nhấn vào nhiệm vụ thì nó sẽ tự động làm cho các bạn. Thì nhiệm vụ thì có nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ văn hội, nhiệm vụ chuyển hành, nhiệm vụ hành tụ, vân vân. Và ngoài ra nó sẽ có thêm những cái hoạt động như là săn boss, khiêu chiến, phó bản để giúp cho bạn tìm kiếm thêm trang bị, những cái để mạnh hóa nhân vật của mình hơn. Và tất nhiên thì không phải thiếu những cái hoạt động cộng đồng liên mà PK liên siêu vào được nha các bạn. Thì đó là review sơ lược một chút xíu về cái tựa game này. Thì để hiểu rõ hơn, các bạn có thể tải tựa game này về và tự mình khám phá. Thì cái link tải của tựa game này mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like video này bạn hay và chia sẻ cho mình cùng biết với nha. Cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye. Đây khiêu chiến boss nè các bạn. Khi đi gặp Nguyệt Hoa thành chủ.